Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới Tết Nguyên đán. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì các không gian dành cho người dân và du khách vui xuân đang được gấp rút hoàn thiện. Những con đường cũng đầy ắp những chậu hoa và thành phố những ngày này thì trở nên vội vã, rộn ràng hơn bao giờ hết. Tất cả tạo nên một không khí vô cùng thú vị trước thềm năm mới. Ở thời điểm hiện tại, khu vực trung tâm thành phố đã được trang trí rực rỡ. Những ngày cuối cùng của năm cũng là lúc dòng người đổ về đây để tham quan và chụp ảnh đông đúc nhất. Và cứ đến hẹn lại lên, phố ông đồ tại nhà văn hóa thanh niên lại rộn ràng không khí xuân mới đất về. Nhiều ông đồ khăn xếp áo dài với mực tàu giấy đỏ sẵn sàng cho chữ trên bao lì xì hoặc câu đối. Mùa xuân năm nay rất là tươi vui, rộn rã, nhất là những lúc mình đi bộ và chụp những tấm ảnh mặc những áo dài Việt Nam như thế này rất là đáng yêu, rất là duyên dáng. Tại các điểm vui chơi giải trí, mọi thứ cũng được gấp rút hoàn thiện để kịp phục vụ người dân và du khách khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Bên trong công viên văn hóa Đầm Sen, các không gian vui chơi phục vụ du khách cũng sắp sửa được ra mắt. Riêng các hoạt động vui chơi giải trí như lâu đài kỳ thú cũng lần đầu tiên có mặt trong dịp Tết Nguyên đán này. Chúng tôi đang tập trung để làm cái khu vui chơi ở gọi là lâu đài kỳ thú. Trong đây nó có hơn gần 20 trò chơi tương tác ảo. Rất là phù hợp với cái tuổi teen và tuổi thiếu nhi. Mà cái này thì đòi hỏi cái công nghệ cao. Cho nên cái sự tập trung đầu tư này cũng nói chung là cũng hết sức là quy mô lớn. Vườn hoa ánh sáng tulip rực rỡ sắc màu cả ngày và đêm được xem là một trong những không gian ấn tượng và độc đáo nhất. Thì thực ra ở đây nó là một cái quảng trường La Mã, nó mang đậm một cái phong cách của châu Âu. Cho nên người thiết kế cũng muốn đưa ra một cái thoáng nét của mùa xuân châu Âu về với Việt Nam. Do đó nên chọn cái hoa tulip làm cái biểu tượng tượng trưng. Và với cái đặc điểm của cái hoa tulip này thì ban ngày chúng ta có thể nhìn thấy như là một cái vườn hoa tulip thật. Nhưng mà phía bên trong của nó vào buổi tối chúng ta nó sẽ phát ra những cái ánh sáng. Ngoài ra trên địa bàn thành phố, các điểm du xuân như hội hoa xuân Tao Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ cũng chuẩn bị khai trương phục vụ Tết.